Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái mẫu cài tóc hình cái bông hoa giống như thế này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái miếng ruy băng giống như vậy. Chúng ta sẽ xếp cánh hoa. Sau khi đã có được cái cánh hoa này rồi, các bạn sẽ tiếp tục với cái miếng ruy băng còn lại. Chúng ta cũng sẽ xếp cái cánh hoa giống như cái cánh hoa vừa xếp lúc nãy. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình mỗi một cái màu sẽ là 9 cánh hoa. Sau khi đã có được 9 cánh hoa rồi, các bạn sẽ dùng súng bắn keo. Chúng ta sẽ đính cái cánh hoa nhỏ vào bên trong của cái cánh hoa lớn. Chúng ta sẽ lần lượt đính cho hết 9 cái cánh hoa này cho mình. Hôm nay bị cảm nên cái chất giọng của mình nói hơi khó nghe tí xíu. Mong các bạn thông cảm. Chúng ta sẽ lần lượt đính cho hết 9 cái cánh hoa. Sau khi đã đính được 9 cái cánh hoa rồi, các bạn sẽ chuẩn bị tiếp thành một cái cây cài giống như vậy. Ở cái clip trước mình đã hướng dẫn cách quấn cái sợi dây ruy băng vào cái cây cài rồi, nên hôm nay mình sẽ nhắc lại một lần nữa để cho các bạn dễ hình dung. Chúng ta sẽ đính hai cái sợi dây ruy băng ở hai cái đầu trước khi quấn. Ở đây mình sẽ dùng cái dây ruy băng có cái đường kính là 1 cm. Cái cây cài nhựa này các bạn có thể mua ở cái shop bán ruy băng
người ta sẽ bán những cái phụ kiện kèm theo. Và giá mà mình mua sỉ đó là khoảng là 3.000 một cái cây cài nhựa giống như vậy. Các bạn sẽ đính hai cái sợi dây này dính lại với nhau trước khi chúng ta quấn lên trên cái cây cài. Ở đây, chiều dài của mỗi cái sợi dây ri băng mà mình quấn vào cái cây cài thường sẽ là dài khoảng 1 mét. Các bạn sẽ quấn từ từ cho hết cái sợi dây ri băng này. Chúng ta sẽ vừa quấn vừa sửa hai cái sợi dây lại để cho cái hoa văn của chúng ta nó có được cái hình tam giác. Nếu như các bạn dùng cái cây cài cái bảng to hơn, bảng 2 cm, thì cái sợi dây ri băng khi chúng ta quấn vào, cái kích thước của nó cũng sẽ phải là 2 cm. Như thế thì cái cây cài của chúng ta nó mới đẹp.
Cái đầu còn lại, các bạn cũng sẽ dùng súng bắn keo. Chúng ta cũng sẽ đính hai cái sợi dây này lại cho nó dính vào cái phần của cái cây cài. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa quấn được hai cái sợi dây ruy băng vào cái cây cài, tạo thành cái cây cài hai màu. Sau khi đã có được cái hoa và cái cây cài rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đính cái cánh hoa lên trên cái cài. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa đính được những cái cánh hoa lên trên cái cây cài rồi. Sau khi đã có được cánh hoa rồi, các bạn sẽ đính thêm cái phần cái nhụy của cái bông hoa. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái cây cài. Ở cái mặt còn lại, các bạn cũng sẽ đính một cái bề giống như vậy nữa để có cái cây cài tóc hai mặt hoàn cho mình.